Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng bác quay trở lại kênh YouTube của mình lại. Lại tiếp tục khui loe. Xem có gì hay không này. Đôi gì to thế. Sao có đôi này quả dây kinh khủng này. Quả dây này kinh khủng này. Đôi dây to chưa này. Hai đôi à? Đôi gì đấy? Đâu biết. Đôi gì mà to đấy. Tennis. Ui, tennis bát 30 sao nhỉ? 1970 cứ để luôn này nhá. 1970. Cứ nhỉ. Mình thấy chắc bát 30 rồi. À đâu, bát nhỏ mà. Bát nhỏ thế mà to nhỉ. Nhìn quả thùng vĩ đại. Đúng một quả thùng vĩ đại. Xem con này con gì. Ui, con này con Pioneer đẹp chưa? Pioneer đẹp chưa này. 6100 CS6100 Pioneer đẹp chưa? Pioneer đẹp chưa? Đấy. Khui loe. Đĩa tôn. Đôi đi ở tôn gì đây? Đôi này là đôi gì đây? Ui giời. Cần đây là đôi đi ở tôn. Đôi này nặng lắm nhờ. SS200 Pioneer SS200. Đôi nặng lắm. Nhìn cái quả vỏ gỗ mới biết là nặng này. Dòng ra nghe nhạc. Xem nào. Đôi này chắc là nặng. Tôi em khui đấy nhá các bạn nhá. Có gì chiều tối em lên cho các bác ít.